Kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin số 2. Bản tin số 2 nói về Nam Ossetia định trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga và thống nhất với Bắc Ossetia. Tổng thống của nước Cộng hòa Nam Ossetia là Anatoly Bibulov cho biết nước này có thể sẽ tổ chức hai cuộc trưng cầu dân ý. Một là việc gia nhập vào nước Nga, và sau đó việc thống nhất đối với Bắc Ossetia. Trước đó, ông Bibulov đã cho biết nước này sẽ sớm thực hiện các biện pháp để trở thành một phần của nước Nga. Theo ông, các cuộc tham vấn hiện đang được tiến hành với Nga và cuộc trưng cầu có thể sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Chúng ta phải hiểu rằng, việc trực tiếp trở thành một phần của Liên bang Nga và trực tiếp thống nhất vùng Ossetia ngay lập tức, điều này sẽ không xảy ra bởi vì luật pháp không cho phép điều đó. Khi phía nam của Ossetia đã là một phần của Nga, thì các quá trình thống nhất các vùng Ossetia sẽ được tiến hành, và do đó nên có hai cuộc trưng cầu dân ý. Ông nói như vậy. Nước Cộng hòa tự xưng Nam Ossetia là sao Ossetia nằm ở phía nam của Caucasus, có chung đường biên giới với Georgia, phía bắc giáp Nga. Các quốc gia Nga, Venezuela, Nicaragua, Nauru và Syria đều đã công nhận Nam Ossetia là quốc gia có chủ quyền. Tuy nhiên, Georgia không công nhận Nam Ossetia là một quốc gia độc lập. Chính phủ Georgia và hầu hết các thành viên Liên Hiệp Quốc cũng coi lãnh thổ này là một phần của Georgia và gọi đây là vùng Tiski Valley. Sau cuộc xung đột kéo dài 5 ngày giữa Nga và Georgia vào tháng 8 năm 2008, giới lãnh đạo phía nam của Ossetia đã bày tỏ mong muốn trở thành một phần của Liên bang Nga, do Bắc Ossetia đã là một phần của Nga. Ông Bibulov cũng đưa ra ý kiến cho rằng cơ hội để thực hiện mục tiêu chiến lược đã trở thành năm 2014, sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý. Ông đã nói rằng, tôi sau khi tin rằng việc thống nhất nước Nga là mục tiêu chiến lược của chúng tôi, đây là con đường và là nguyện vọng chính đáng của nhân dân chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến về phía trước theo con đường này, là thủ tục pháp lý sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Phía Nam, tức là sao Ossetia sẽ trở thành một phần của đất mẹ, nước Nga. Đó là lời của Bibulov. Và ông Bibulov là cái người đã bị nước Nga ảnh hưởng lâu nay. Cho nên cái chuyện mà ông muốn sáp nhập cái đất nước phía Nam của ông để trở thành một phần của lãnh thổ Nga là cái điều dễ hiểu.